về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Cô chào tất cả các con. Chào mừng các con đã đến với môn học tiếng Việt lớp 2 tập 2 sách Cánh Diều. Bài 19 Bạn trong nhà. Tập đọc Bồ câu tung cánh. Cô trò chúng mình đang tìm hiểu bài 19 Bạn trong nhà. Ở tiết tập đọc đầu tiên, chúng ta đã được tìm hiểu về một vật nuôi trong nhà. Đó là đàn gà qua bài Đàn gà mới nở của nhà thơ Phạm Hổ. Hình ảnh đàn gà con đáng yêu được mẹ che chở, yêu thương, chắc các con vẫn còn nhớ chứ. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một vật nuôi trong nhà nữa, đó là chim bồ câu. Bồ câu là một vật nuôi gần gũi với con người. Các con biết không, từ cách đây 5.000 năm, bồ câu đã được con người đưa về nuôi. Bài học của chúng ta ngày hôm nay là bài tập đọc Bồ câu tung cánh, sẽ kể về những đặc điểm đáng quý của loài chim bồ câu đấy, các con ạ. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện đọc nhé. Trước hết, con quan sát lên bảng và nhìn thấy bức tranh vẽ gì? À, bức tranh vẽ một khung cảnh với bầu trời xanh có những đám mây trắng trôi bồng bềnh. Bên dưới là những ngọn núi và cỏ cây xanh tươi. À, chúng mình còn nhìn thấy có một tổ chim. Có một chú chim đậu ở tổ, còn một chú chim khác thì đang giải cánh bay về tổ. Chúng mình để ý ở dưới chân của chú chim đang bay, đang quắp một mẩu giấy nhỏ. Chắc hẳn chúng mình sẽ thắc mắc, tại sao chú chim lại quắp mẩu giấy đó nhỉ? Hay có bạn khác lại thắc mắc, mẩu giấy đó là gì? Vậy thì để giải đáp được những thông tin, những điều cần biết đó của các con, thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào bài tập đọc Bồ câu tung cánh. Các con nghe cô đọc mẫu nhé. Bồ câu tung cánh. Tổ tiên bồ câu nhà là loài bồ câu núi chuyên làm tổ trên vách đá. Bồ câu được con người đưa về nuôi từ cách đây 5.000 năm. Mỗi năm, bồ câu đẻ nhiều lứa, mỗi lứa 2 trứng. Bồ câu bố mẹ thay nhau ấp trứng. Khi chim non mới ra đời, bố mẹ không mớm mồi mà mớm sữa chứa trong diều cho con. Bồ câu rất thông minh, chúng có thể bay xa tới 1.800 km. Nhưng dù bay xa đến đâu, chúng vẫn nhớ đường về. Vì thế, từ xưa người ta đã huấn luyện bồ câu để đưa thư. Ở nước ta, trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn chống quân Minh, tướng Nguyễn Trích đã dùng bồ câu đưa tin, góp phần đánh thắng nhiều trận quan trọng. Sau này, mặc dù đã có những phương tiện thông tin liên lạc hiện đại, ở một số nước, người ta vẫn sử dụng bưu điện chim bồ câu. Bưu điện này có hẳn một loại tem riêng. Theo sách Những con vật bầu bạn tuổi thơ, với bài đọc này, các con cần chú ý ngắt nghỉ hơi đúng theo các dấu câu, đó là dấu phẩy, dấu chấm, và theo nghĩa. Trong bài có một số từ ngữ khó đọc, dễ gây nhầm lẫn, cô đã gạch chân. Các con chú ý lắng nghe cô đọc và đọc theo cô nhé. 5.000 năm. Chim non.
km. Huấn luyện. Trong bài có một số từ mà chúng ta cần giải nghĩa. Nguyễn Trích, sinh năm 1382, mất năm 1448. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc Nguyễn Trích là ai? Thì hôm nay cô sẽ giải nghĩa cho các con. Đó là Nguyễn Trích là một vị tướng nổi tiếng trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo, đánh đuổi quân Minh ở Trung Quốc, giải phóng đất nước. Từ thứ hai chúng ta cần giải nghĩa đó là diều. Diều là bộ phận chứa thức ăn, phình ra ở đoạn dưới cổ các loài chim. Ở đây cô đã đưa ra hình ảnh minh họa để chúng ta có thể hiểu rõ hơn bộ phận diều của chim. Và cô đã dùng mũi tên chỉ vào bộ phận đó. Các con đã nhìn rõ chưa? Rồi. Vậy là các con đã biết được bộ phận diều ở dưới cổ của các loài chim rồi, đúng không nào? Bây giờ, để hiểu kỹ hơn về bài học ngày hôm nay, thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần đọc hiểu. Câu hỏi số 1. Chim bồ câu ấp trứng, nuôi con mới nở như thế nào? Qua nội dung bài tập đọc thì chúng ta có thể thấy được bồ câu bố mẹ thay nhau ấp trứng. Khi chim non mới ra đời, bố mẹ không mớm mồi mà mớm sữa chứa trong diều cho con. Câu hỏi thứ hai. Vì sao người ta dùng bồ câu để đưa thư? Các con hãy xem lại bài tập đọc mà chúng mình vừa đọc để tìm xem người ta, lý do vì sao người ta lại dùng bồ câu để đưa thư nhé. Các con đã tìm ra được lý do chưa? À đúng rồi, bởi vì bồ câu rất thông minh, chúng có thể bay xa tới 1.800 km. Nhưng dù bay xa đến đâu thì chúng vẫn nhớ đường về. Câu hỏi số 3. Bồ câu đã giúp tướng Nguyễn Trích đánh giặc như thế nào? Các con hãy quan sát và đọc lại bài tập đọc và xác định xem bồ câu đã giúp tướng Nguyễn Trích đánh giặc như thế nào. Đúng rồi, bồ câu đã giúp tướng Nguyễn Trích đưa tin góp phần đánh thắng nhiều trận quan trọng đấy, các con ạ. Như vậy, qua bài học ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy được là bồ câu là một loài chim rất là gần gũi với con người, đúng không nào? Bài đọc cũng cung cấp cho chúng ta những thông tin về tổ tiên của bồ câu, về đặc điểm ấp trứng, nuôi con của bồ câu, cũng như là sự thông minh của loài chim này. Bây giờ, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đi vào phần luyện tập. 1. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm. A. Bồ câu rất thông minh. À, ở trong phần A này, các con có thể thấy người ta in đậm màu xanh từ bồ câu. B. Bồ câu rất thông minh. Ở trong câu B này, các con có thể thấy người ta in đậm màu xanh từ rất thông minh. Các con ạ, để đặt được câu hỏi cho bộ phận câu in đậm, thì trước hết các con phải biết phân tích
được bộ phận chính thứ nhất và bộ phận chính thứ hai ở trong câu. Cô sẽ phân tích và xác định như sau. Từ bồ câu được in đậm màu xanh, cô xác định đây là bộ phận chính thứ nhất. Từ rất thông minh là bộ phận chính thứ hai. Bây giờ chúng mình sẽ đặt câu hỏi cho bộ phận chính thứ nhất, đúng không nào? Vậy theo con thì từ bồ câu sẽ trả lời cho câu hỏi nào nhỉ? À đúng rồi, bồ câu là một con vật, cho nên từ này sẽ trả lời cho câu hỏi con gì, đúng không? Từ đó cô có câu hỏi con gì rất thông minh. Các con lưu ý khi đặt câu hỏi thì chúng mình cần có dấu hỏi chấm đặt ở cuối câu. Tương tự đối với câu B, bồ câu rất thông minh. Trong câu này thì từ rất thông minh được in đậm và bôi màu xanh. Chúng ta sẽ xác định bộ phận chính thứ nhất và bộ phận chính thứ hai như sau. Từ bồ câu sẽ là bộ phận chính thứ nhất. Từ rất thông minh sẽ là bộ phận chính thứ hai. Theo các con thì từ rất thông minh sẽ trả lời cho câu hỏi nào? Từ rất thông minh là một từ chỉ đặc điểm của loài chim bồ câu, đúng không? Và với từ chỉ đặc điểm thì ở bài hôm trước cô cũng đã hướng dẫn chúng mình đặt câu hỏi thế nào, đúng không? Vậy từ đây cô có câu hỏi bồ câu thế nào? Được chưa nào? Và các con nhớ là ở sau câu hỏi chúng mình đặt dấu hỏi chấm. Như vậy, cách để đặt câu hỏi cho bộ phận câu in đậm đó là trước hết chúng mình phải xác định được bộ phận chính thứ nhất và bộ phận chính thứ hai ở trong câu. Sau đó chúng mình sẽ đi tìm câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm. Bài 2. Xem hình ở trang 3, hỏi đáp với các bạn về vật nuôi theo mẫu sau. Mẫu ai, con gì, cái gì, thế nào? Bạn nam hỏi, con gì bé xíu? Bạn nữ trả lời, gà con mới nở bé xíu. Bạn nam tiếp tục hỏi, gà con mới nở thế nào? Bạn nữ trả lời, gà con mới nở bé xíu. Ở đây các con có thể thấy dựa vào mẫu câu ai, con gì, cái gì, thế nào, bạn nam đã đặt ra được hai câu hỏi. Đó là câu hỏi con gì bé xíu và gà con mới nở thế nào. Tương tự như vậy, các con hãy sử dụng mẫu câu ai, con gì, cái gì, thế nào để hỏi đáp với các bạn về vật nuôi ở trong trang sách số 3. Các con mở trang số 3. Chúng ta có thể thấy ở trong tranh có rất là nhiều con vật, có 10 con vật đúng không nào? Và đây có các con vật nuôi. Dựa vào mẫu câu ai, con gì, cái gì, thế nào thì cô có thể đặt một câu hỏi như sau. Con gì béo múp mít? Các con quan sát trong tranh và thấy con lợn màu hồng này rất là béo đúng không nào? Và chính vì thế cô có câu trả lời.
Con lợn béo múp mít. Tiếp theo cũng dựa vào mẫu câu ai, con gì, cái gì, thế nào, cô lại đặt được một câu hỏi như sau. Con lợn thế nào? Và cô có câu trả lời, con lợn béo múp mít. Tương tự như vậy, các con hãy sử dụng mẫu câu ai, con gì, cái gì, thế nào để hỏi về các con, hỏi và trả lời về các con vật nuôi khác ở trong bức tranh này nhé. Các con thân mến, cô trò chúng mình vừa đi tìm hiểu bài tập đọc Bồ Câu Tung Cánh. Qua bài tập đọc ngày hôm nay, các con đã có thêm hiểu biết về loài chim bồ câu, từ đó biết yêu thương bồ câu, yêu quý vật nuôi. Các con cũng đã được hiểu nghĩa từ ngữ được chú giải ở cuối bài, trả lời được các câu hỏi về đặc điểm của chim bồ câu, hiểu những thông tin văn bản cung cấp về chim bồ câu. Bên cạnh đó, các con cũng biết đặt và trả lời câu hỏi về đặc điểm vật nuôi, hỏi đáp về vật nuôi theo mẫu ai thế nào. Về nhà, các con hãy luyện đọc lại bài tập đọc Bồ Câu Tung Cánh cho ông bà bố mẹ cùng nghe nhé. Cô chúc các con đọc tốt. Cô chào tất cả các con. Hẹn gặp các con ở trong các bài học tiếp theo nhé. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.